đâu nha. Hôm nay mình ra một sản phẩm mới nhá. Con này là con cái mình lắp thêm đi. Là giá hoàn chỉnh đầy đủ. Pin là pin 12V 45A nhá. Còn con kích của nó là con Toshiba V3. Đây có đồng hồ luôn này. Cái đồng hồ hiển thị này. Hai cọc âm dương sạc. Đây là cọc khởi động. Đây là quạt. Đây là đầu ra. Bên này thì có cái yếu âm xung. Bây giờ sẽ đưa bỏ tặng này ra. Rồi, ok. Bây giờ thử test cho anh em nhé. Số này. Mặt khởi động. Nóng nóng lại cái đèn sun cũ mất. Phải cho lên cái gì nhỉ? Đây, cho cái này đó, thử lại nhé. Bóng này là bóng này là bóng 900W nhé. Đây, không có ai cầm bóng về nhà, mình sẽ chỉnh nhờ. Anh em chờ phát nhé. Để chỉnh lại cái tay cầm thôi. Cái này là mạnh yếu này, bật sang nước yếu này. Đó, chị nhẹ lại nha. Đó, đây là mức yếu nhất này, khỏe này. Đó, đây là mức khỏe này. Khỏe nhá. Kinh vãi. Đây mức khỏe nhá, bóng này bóng 1000W đấy. Bật xong này nó là chỉnh âm xung này. Đấy, đây là mức băng bít này. Bốc khói còn bằng hello, ui cháy lên trên này. Kinh khủng. Quay thử test cho anh xem, anh em xem nó ăn đồng quá nhiều quá. Một cái toàn luôn. Mình chụp lại phép. Kẹp toàn dây âm. Đây. Đây này. Nó cũng còn luôn. Test nhé. 61. Ôi ôi. Cỡ chưa? Mức yếu thì nó ăn chỉ là 40. Mức khỏe thì nó ăn 61A nhắm 2 triệu. Thì đủ rồi. Thấy không? Ok, đây mới là bạn bạn demo thôi. Mới nữa mình đã ráp thử lên hoàn chỉnh đi test thử cho anh em xem. Nhưng mà nhìn cái này. Ôi trời. Nhập thêm tí nữa sẽ làm thêm mẫu này 10 phép SCR. Ôi ơi, con này thì đừng có hỏi tại sao. Con này thì công suất nó dòng kinh lắm.
mai mình lên mẫu cho anh em xem. Có xịn nhé. Lại mua 8 phép này. Bạn đấy mua tự thì mình cũng để mà có Toshiba Neo này. Đấy, chính cái đấy là tự dùng. Quá là chất lượng, đây là bộ combo đầy đủ nhá. Đầy đủ pin là pin 12V 452 nhé. Còn con kích của nó là con Toshiba V3. Đây có đồng hồ này, đồng hồ thì hai cặp âm dương sạc, đây động quạt đầu ra. Bên này thì có đây mới là bạn demo
Nên nữa mình đã ráp thử lên hoàn chỉnh đi test thử cho anh em xem. Nhưng mà nhìn này, ôi trời, gặp thêm tí nữa sẽ làm thêm mẫu này 10 phép SCR. Ví dụ này, con này đừng có hỏi tại sao, con này thì công suất của nó dòng kinh lắm. Mai mình lên mẫu cho anh em xem, co nó co xịn nhé. Lại mua 8 phép này, bản demo thử thì mình có thể mua con SCR như này. Đấy, quá là chất lượng, cho bộ combo này đủ nhé. Ngày mai đi lấy xong thì xem. Okay. Hả? Ơi, đã quên mất không? Thôi, nó là chuyện ngày sau ạ. Đã thoải cái thế này. Thôi, bật lên chưa? Rồi, để đỏ sáng rồi. Cái lại chỗ dưới này phải không đây? Xem cá chết mẹ là không? Chập vật nhá, cái mẫu này không chập vật được. Ôi ôi, con rô phi, ôi sao rô phi à, có bây giờ chết cực. Hỏi là rô phi có chết không, nó vào thì cũng hoàn toàn hết. Thôi bị hát quá hết cho sống. Từ từ nhá, anh chỉ sang chế độ băm phát nhá. Băm này. Ôi từ từ đi nhá, nó con mẹ cả vật rồi. Con sang chế độ băm rồi đấy. Rồi ok, đi. Đi đến chỗ cử lông lông trên kia nào. Ui, nó kìa. Bé lắm. Để chế độ quánh kiểu này gì à? À, dễ chết hơn cuốn đúng không? Bắn súng đi. Hả? À. Đang đặt chế độ băm sung. Nhẹ nhỉ, cái này khoác đi cả ngày cũng chả đau lưng. Quà này quà 4 năm chứ không phải như quà bình của bố chỉ có 30 đâu. Ui dồi ôi, rô phi vào giữa vật quặng hết. Không, chết. Quánh kiểu băm là hay hơn đúng không? Cá không chết ngay nữa, cá sẽ lội cá hơn.
Trong veo chả con cá đéo. Ở đây có một con. Hả? Cái gì? Đúng rồi, vâng, mình thử xem. Không có đâu. Ngày nào xuống con quần đảo thì dưới đâu ra cá. Cái này anh tăng cường tốc độ xung rồi. Rồi, ok. Ôi, ôi, ôi. Xung đều hơn đúng không. Rồi, ok. Sao con cá mẹ thôi, đi về đi. Rồi. Đây nó sẽ quay lại cận cảnh trên bộ thêm một lần nữa nhá. Đi đi, anh quay. Cứ đi. Kích liền pin và nhân tạo 45A phiên bản của Toshiba V3. Ra chỗ góc này nữa, góc này nữa có con gì không? Vác đi khá là gọn nhẹ, nặng tổng có 6 cân. Dòng tiêu thụ của con này đang tính toán là rơi vào khoảng tầm 70 nhân với cả rơi vào tầm 800W. Không có mấy con chiếc thiệt rồi. Ôi, thử cái loại ăn rồi. Không thể nói à?
Ôi vậy chán rồi, mùa này chả con cá chết tiệt rồi. Ok, hợp hình các bạn thấy xong màn test pin rồi. Ok, không biết test bộ kích.